bộ hành trình ở chùa Nam An đã thành công đi tiếp vào vòng trong. Em bây giờ là số 2, không tứ quý, sau bộ không tứ quý trong chùa Tiên và không dừng tại đen số 1 cùng với Nguyễn Hoàng Minh có bộ SKZ G10 ở đen số 2.
Thế bây giờ chúng ta lựa chọn ra lần đầu tiên, nói thẳng tới tốt nhất trong phương án đầu tiên là phải là những cái